Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bên viên Tào Lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là kèo mã cha so đang căng ớt và căng ớt. Để chạy 704 xe 6 Hương Lộ 2 quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Mã cha so cầm cái bàn út đẹp trai. Cầm cái kỳ. Rồi bên kia là bộ 6 sân đại dương mênh mông và mênh mông. Lại là mã cha so được phá bóng. Mã cha so phá bóng bằng giò. À, sang Phan Rang cũng phát bóng bằng giò. Bên kia là sang Phan Rang thanh nhỏ. Trúc Long, Tú Mở, Dương Nhi và Tâm Đại. Lại là mã cha so bị thanh nhỏ lừa một quả quay. 2-0. Lại là cú tán của mã cha so ra ngoài nữa rồi. À, bên kia là sân đại dương mênh mông nha các bạn. Chỉ cần trúng lưới là thôi nha. À, các bạn nào có chơi đam mê chơi xe đắt hãy vào kênh Vũ Tuấn Xe Đắt các bạn. Vũ Tuấn Xe Đắt xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 3-0. Bốn không. Đây làm gì? 4-0. Mã cha so đang gạch lên gạch mất cho út đẹp trai. Phân chia. Rồi tranh thủ thời gian quảng cáo rồi các bạn ơi, Lipro và Lipro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 4-0. Lại là một pha phát bóng gì rồi không qua lưới của San Fran. Kèo này là mã cha so phát bằng chân nha các bạn, rất khó chịu. 1-4. Quá khó chịu. 2-4. Kèo này mã cha so phát bằng giò sẽ gây khó dễ cho mình sau. 2-4. Cáp kèo và cáp kèo. Cái ngực của Tâm Đệ quá im. Út đẹp trai quá hay. Một pha bọc lót của Út đẹp trai. Phản công cho thanh nhỏ tiếp tục. Lại là mã cha so quá khó cho mã cha so. 5-2. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Buổi chiều mã cha so đang căng ớt và căng ớt, các bạn hãy chờ xem mã cha so sẽ đứng sân live show. Năm hai thanh nhỏ đang phát bóng chiến thuật rồi, đang xem trái banh này như thế nào, cãi nhau như thế nào nha các bạn. Đang xem trái banh này thế nào, cãi nhau và cãi nhau đem xem như thế nào nha. Đang xem thế nào, đang xem thế nào. Bóng ra ngoài. À, theo xác nhận của hai khán giả ngoài, bóng ra ngoài. 6-2. Lại là thanh nhỏ chơi chiến thuật nữa rồi. 7-2. Thật sự chiến thuật của mã cha so đứng người trên người dưới không hợp lệ chút nào nha các bạn. 7-2. Cái ngực Tâm Đệ quá ngon. Mọi quả bóng đều dồn về cho Út đẹp trai. Cái bàn của mã cha so bất lực rồi, thật sự là bất lực rồi. Chỉ có Út đẹp trai thôi.
Bên sáu là chỉ dùng đánh chiến thuật thôi. Lại là mã cho bóng ra ngoài tiếp tục 8-2. Lại là mã cho đánh bóng ra ngoài. Bên kia là đại dương mênh mông nha các bạn. 8-2. Nếu không có gì thay đổi, chiều hôm nay sinh nhật mã cha so. Lại các bạn cú tan quá nhanh. Với lại đó, cú tan các bạn quá nhanh. Ba tám. Quá khó chịu. Lại là cú tán của Mã Cha Cho. Tam đệ thật sự là cái bảng bia. Tam đệ bên kia là cái bia. Mã Cha Cho cứ bắn vào đó các bạn ơi. Quá ghê cho Mã Cha Cho. Bốn tám. Có giao không? Rồi lại cãi nhau nữa rồi. Khán giả đang xác nhận Mã Cha So đang đứng trong 9 mét phát banh. Chỉ còn phát banh và phát banh thôi các bạn. Rồi. Giao kèo và giao kèo. Đây. Đây. Thề luôn, khán giả làm chứng luôn. Khán giả làm chứng luôn. Đó, khán giả làm chứng luôn. Cãi nhau và cãi nhau. Lại tiếp tục là cãi nhau. Tự do rồi. 48. Bụng ra ngoài. Mã Cha So. 9-4. Và phát bóng ra ngoài của Mã Cha So. Quay cho tôi mở một pha phòng thủ của tôi mở. Lại là Mã Cha So đánh bóng không vào lưới các bạn ơi. Đáng tiếc cho Mã Cha So các bạn à. Mã Cha So. Mười bốn. Đáng tiếc pha bóng rồi cho San Fran. Một cú ra chân gì rồi của San Fran không được cảm giác. Giao đời nào đủ mới có ai nghe. Năm ơi. Năm chín năm mười hả? Năm mười. Quá ghê, cú phát quá khó chịu. Có thể nói cú phát bóng gì rồi của Mã Cha So quá khó chịu các bạn. 60. Quá khó chịu. Lại là Úc Đẹp Trai và Mã Cha So không hiểu ý nhau. Lại là không hiểu ý nhau giữa Úc Đẹp Trai và Mã Cha So. 11-6. Lại là Mã Cha So. Quá ghê. Tam đại, cái đầu tam đại quá tuyệt vời các bạn ơi. Quá hay cho tam đại.
Tôi thấy nó tâm đại quá khó chịu. Lại là quá rối rồi. Lại là Mã Cha So. Rồi cơ hội. Cơ hội cho Mã Cha So làm gì đây? Đáng tiếc cho thành nhỏ các bạn à. Một pha phản công đáng tiếc cho thành nhỏ. Trận đấu hay. Trận đấu hay. Nhiều pha bóng đẹp của Mã Cha So và Tam Đệ. Trận đấu hay. Nếu không có gì thay đổi, chiều nay là một buổi chiều ngày sinh nhật của Mã Cha So. 704 sẹt 6 lô 2 quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bảy mười một cú phát của Mã Cha So quá ghê. Cái ngực của Tam Đệ quá ghê các bạn ơi. Lại là Mã Cha So. Tam Đệ cái thôi, Tam Đệ cái ngực quá tuyệt vời vừa rồi. 12-7. Tám mười hai. Tám mười hai. À, chứ bành bên kia đang dính bên kia rất cao bên kia các bạn. Chứ bành bên kia đang dính đi lưỡi làng quá cao bên kia. Đang chọt cây lấy bóng. Quá cao. Ây da. Ây da. Nếu có gì thay đổi buổi chiều hôm nay, sinh nhật Mã Cha So toàn tập 82. Hỏi cộp quá hay chúng đẹp trai. Tiếp tục cho thành nhỏ. Quá hay chốt đẹp trai. Lại là Mã Cha So. Tiếp tục cho Mã Cha So. Lại là một pha trẻ dừa dồn đẹp trai và Mã Cha So. 13-8. Một pha phản công rồi của Dương Nhi. 14-8. Theo như đài khí tượng thủy văn Cần Thơ, đài báo về hôm nay là ngày sinh nhật toàn tập của Mã Cha So buổi chiều hôm nay. 14-8. Cáp kèo tiếp tục nữa rồi. Phản đòn cho San Fran. Mã Cha So. Lại là cái đầu của Tam Đệ. Bóng chưa qua 94. Chín mười bốn. Mấy ai? Rambun đập bun. Quá ghê. Lại là một pha bóng bóng điểm trực tiếp của Mã Cha So. 10-14. Cơ hội vẫn còn cho Mã Cha So. Quá ghê. Lại là cái ngực của Tam Đệ. Bóng ra ngoài. Đang xử nhau nữa rồi. Lại là xử nhau tiếp tục rồi. Lại là cãi nhau. Thanh nhỏ ăn gian quá ăn gian rồi.
ra gì hết. Thành nhỏ gian quá gian. 11, 14. Bụng ra ngoài, tới công chuyện rồi. Chạm hai cái đúng rồi đó. 12, 14. 12, 14. 24. Tới công chuyện với Mã Cha So rồi. 12, 14. Cơ hội kết thúc cho Thanh nhỏ. Chưa sao. Lại là Mã Cha So. Tiếp tục cho Thanh nhỏ. Hết phim. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Thanh nhỏ sang Phan Rang, Tâm Đệ, Dương Nhi, Tú Mở và Trúc Lùng vào bờ quá an toàn và an toàn. Cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nữa rồi. Kì kì vô đi. Tiếp tục nữa rồi các bạn, tiếp tục rồi.